Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em đặt một cái bẫy hoáng nhá. Bẫy mình vừa đặt ở trên mạng rồi. Đấy, hôm nay mình vào trong rừng. Vì mình cái khu rừng này thì có hoáng đến đây phá hoại những cái cây mình trồng ấy. Thì mình thấy một cái cây này nó hay ăn này. Mình không biết cây này là cây gì. Cái lá ngọn non này thì nó đã ăn hết này. Còn cái cành cao già già này nó cũng ăn này. Đấy. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ đặt một cái bẫy hoáng ở đây, và bây giờ mình sẽ làm một cái video này để hướng dẫn cho tất cả bạn chưa biết cách bẫy hoáng thì làm theo cách của mình hoặc những cái cách mà các bạn đã học được trên mạng nó có hiệu quả. Đây là cái bẫy mình mua trên mạng nhé. Đầu tiên mình sẽ đào một cái hố như này. Đấy, hố như này để cái bàn như này. Đây. Tí mình sẽ gài cái lấy ở đây này. Đấy. Xong đây là cái bẫy mình nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gài bẫy để tí nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp theo những cái phần tiếp theo cho anh em cùng biết này. Đầu tiên đào hố nhá mọi người nhá. Xong anh em để cái bẫy như nào bằng bằng. Đấy. Đây nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách buộc dây nhá. Dây này thì mình mua về thì nó đã có sẵn như này rồi. Thì làm cái khuyên như này. Thế rồi mọi người sẽ luồn cái dây qua cái vòng này. Xong mình buộc thắt một cái ở đây để khi nó nhắm cái bàn này thì nó giật cái dây này nó sẽ thắt lại nhé. Đấy, cái này sẽ giật lên nó thắt lại. Thắt lại. Đấy. Và cái dây thừa đầu ngoài này mình đã buộc một cái cây nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gài nhé. Mọi người cùng xem cách mình gài nhé. Bây giờ mình sẽ đẩy cái này xuống này mọi người này. Bóp cái này xuống. Kéo cái lấy này ra tí. Ra khỏi cái vòng này. Để mình bắt đầu gài nhé. Đây nha mọi người, cố gắng làm sao và giữ nó này. Rồi ở đây có một cái này như mọi người nhìn thấy nha, vòng bé bé này. Người bắt đầu gài nó nhé. Ý nha, nó rất là cứng mọi người ạ, khó gài phết đấy, không phải đùa đâu. Đây nhá mọi người, đầu nó sẽ như này này. Mọi người cố gắng gài làm sao cho nó chỉ một ly thôi. Đây này, cái đầu này mọi người nhìn thấy nhá. Đây, một ly thôi. Cái chỗ lấy nó gài đây chỉ một, mọi người chỉ cho nó một ly này. Mọi người nhìn thấy không nhỉ? Đấy. Đây này. Đầu mình sẽ lấy cái dây này gài vào một đầu này. Đấy. Đúng chưa mọi người? Nó sẽ như này đúng không? Như này bắt đầu mình lấy lá cây về phủ. Phủ ở chỗ này này. Mình lấp thôi. Lấp đất. Lúc nãy mình đào cái hố hơi rộng tí, bây giờ phải lấp nó khá là kỹ đấy.
như này được rồi, mọi người phủ cho mình lớp đất. Bây giờ đến cái vòng này, lúc nãy mình có thử trước ấy, bây giờ mình sẽ biết cái bàn nó như thế nào rồi, bây giờ mình chỉ cần đặt vào thôi. Còn mọi người nếu mà chưa, nếu phải đặt, đúng ra phải đặt cái vòng này trước mới lắp đất đấy, nhưng mà lúc nãy mình đã xem cái bàn nó rộng bằng nào, căn chưa. Mình sẽ ngụy trang đấy cái chỗ để đặt cái bẫy, cái chỗ khu vực mình vừa đặt bẫy xong này, nó sẽ để ăn cái lá cây này này. Mình sẽ vít cái cành nó xuống một thấp một chút để nó thoáng, nó đến đây nó thèm, nó cứ luẩn quẩn ăn ngay chỗ ngăn chỗ này thôi. Mình chỉ cần buộc luẩn quẩn như này này, nó sẽ ăn ở gần đây mà. Cái con này quen ở đây, ăn ở đây nhiều đấy, vít xuống như này một tí à, nó luẩn quẩn ở đây thì nó vào thôi. Ở video này mình xin được kết thúc ở đây nhá, hẹn các bạn ở những video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận